Hải Bình xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, việc vận hành quản lý tiệm nail hiện nay đã khác rất nhiều so với việc vận hành quản lý tiệm nail cách đây từ 5 đến 10 năm về trước. Thưa quý vị, ngày nay chúng ta cần đến rất nhiều công nghệ kỹ thuật để vận hành quản lý một tiệm nail. Vậy thì vận hành quản lý tiệm nail bằng công nghệ kỹ thuật là như thế nào? Thì xin mời quý vị cùng với Hải Bình đến với tiệm Nail of America ở thành phố Katy để xem họ quản lý tiệm nail của mình như thế nào nhé. Thưa quý vị, bước thứ nhất trong quy trình quản lý tiệm nail đó là check-in, thu nhập thông tin của khách hàng. Thưa quý vị, ngay khi vừa bước chân vào tiệm, đập vào mắt chúng ta chính là hệ thống check-in. Thưa quý vị, ngày nay thì việc check-in gần như là bắt buộc đối với bất kỳ tiệm nail nào trên nước Hoa Kỳ. Vậy thì phần mềm check-in của Zota sẽ khác gì so với những phần mềm check-in ngoài kia khác trên thị trường? Thưa quý vị, phần mềm check-in của Zota sẽ kết nối trực tiếp với hệ thống POS. Và việc kết nối trực tiếp như vậy sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc đồng bộ hóa hệ thống quản lý. Chúng ta sẽ không cần thiết phải theo dõi nhiều màn hình dashboard cùng một lúc nữa, thay vào đó chỉ cần theo dõi một màn hình duy nhất mà thôi. Và việc theo dõi một màn hình duy nhất sẽ giúp chúng ta không bỏ sót bất kỳ một người khách nào trên waiting list. Ngay khi người khách đó vừa check-in vào máy này thì tên người khách đó sẽ ngay lập tức hiện lên trên waiting list của máy POS. Và việc mở một new open ticket cũng sẽ dễ dàng hơn vì chúng ta không cần thiết phải mất quá nhiều thao tác. Và bước thứ hai trong quy trình vận hành quản lý tiệm nail đó là Turn Management, chia turn tự động. Thưa quý vị, ngày nay thì việc chia turn ở các tiệm nail là một vấn đề khá nhạy cảm. Nó gây nên những tranh cãi không đáng có giữa chủ tiệm và thợ. Vậy thì việc áp dụng phần mềm tính năng chia turn tự động của Zota sẽ giúp chúng ta giảm thiểu đi những tranh cãi không đáng có đó và giúp cho chủ tiệm và thợ minh bạch hơn trong việc chia turn. Tính năng chia turn tự động của Zota hiện nay có sẵn 10 quy tắc để phù hợp với từng tiệm. Và nếu 10 quy tắc này không phù hợp với tiệm quý vị thì chúng tôi sẽ customize để phù hợp nhất cho tiệm của quý vị. Việc chúng ta cần làm là chỉ cần chọn tên người thợ đứng đầu trong danh sách để mở New Open Ticket. Và sau khi mở Open Ticket cho người thợ đó thì tên người thợ đó sẽ biến mất và thay vào đó là người thợ thứ hai sẽ lên vị trí đầu tiên. Thưa quý vị, bước thứ ba trong quy trình quản lý tiệm nail đó là Tech App hay còn gọi là app quản lý dành cho thợ. Mỗi người thợ trong tiệm sẽ được cung cấp một account để download một phần mềm Zota lên điện thoại của mình, như Hải Bình đã download sẵn trên điện thoại của mình sau đây. Và việc sử dụng phần mềm Zota cho người thợ sẽ đem lại những lợi điểm như sau. Thưa quý vị, lợi điểm thứ nhất đó là Appointment Book. Người thợ có thể theo dõi được tất cả lịch làm việc của mình trong ngày hoặc trong tuần thông qua Appointment Book. Thứ hai, người thợ đó có thể theo dõi tất cả tổng số tiền sale, tiền tip của mình làm được trong ngày hoặc trong tuần và thậm chí là có thể theo dõi luôn cả payrolls giữa các tuần với nhau. Và lợi điểm thứ ba của phần mềm Zota trên điện thoại đó là sau khi người khách chọn lựa dịch vụ service của mình thì người chủ tiệm chỉ cần wipe qua bên phải ở khu dịch vụ, click vào Notify Tag thì ngay lập tức trên màn hình điện thoại của người thợ phía sau sẽ hiện lên thông báo người thợ đó chỉ cần lên bàn làm việc và nhận khách của mình. Và áp dụng tính năng này sẽ làm giảm thiểu đi những tiếng ồn không đáng có trong tiệm. Và cuối cùng đó là Work Order. Thưa quý vị, ngay khi người khách vừa rời tiệm thì người thợ đó thông qua chương trình trên điện thoại của mình có thể theo dõi được rằng service mình vừa làm có đúng hay chưa, có đúng tên service hay chưa, tổng số tiền sale, tiền tips có đúng hay chưa. Và nếu có những sai sót thì người thợ đó có thể chỉnh sửa ngay kịp thời với receptionist. Và bước thứ tư trong quy trình vận hành quản lý tiệm nail đó là payment, thanh toán. Nói đến đây thì nhiều người nói rằng thanh toán thì có gì khó đâu, chỉ cần cho thẻ vào và thanh toán. Nó đúng nhưng chưa đủ thưa quý vị. Với tính năng kết nối trực tiếp giữa phần check-in và hệ thống POS thì việc thanh toán của Zota sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nó giúp chúng ta đáp ứng tất cả nhu cầu thanh toán của khách hàng từ cash, tiền mặt, credit, debit cho đến thanh toán bằng gift card hay loyalty program. Nếu người khách đó thanh toán bằng gift card thì chương trình sẽ nói chúng ta biết rằng khách hàng đó còn bao nhiêu tiền trong gift card và cần thanh toán thêm bao nhiêu tiền. Còn nếu thanh toán bằng chương trình loyalty program thì chương trình cũng sẽ tự động convert những điểm thưởng của khách sang đồng Mỹ Kim, nói chúng ta biết rằng là khách hàng đó đã sử dụng bao nhiêu điểm và còn bao nhiêu tiền. Và thêm một tính năng mới nữa của Zota Payment đó là Signature Pad. Thưa quý vị, với tính năng này thì người khách sẽ chủ động cho tiền tip mà người chủ tiệm không cần thiết phải hỏi người khách đó. Thưa quý vị, đôi khi việc hỏi tiền tip gây nên những cảm giác khó chịu. Và với tính năng này thì nhiều khi người khách đó sẽ thoải mái và cho nhiều tiền tip hơn. Và tính năng này sẽ giúp cho việc chủ tiệm và thợ minh bạch hơn trong việc chia tiền tip. Và bước thứ 5 trong quy trình vận hành quản lý tiệm nail đó là gửi tin nhắn survey. Thưa quý vị, sau khi người khách đó rời khỏi tiệm thì phần mềm Zota sẽ tự động gửi một tin nhắn đến cho người khách đó.
người khác chỉ cần xem tin nhắn và click vào đường link bên dưới để cho review về dịch vụ và tiệm mà họ đã từng làm. Nếu đó là review good thì phần mềm Zota sẽ tự động upload lên tất cả những trang mạng xã hội hiện có hiện nay. Và nếu đó là review không tốt thì account manager sẽ liên lạc với chủ tiệm nail để giải quyết những review không tốt đó. Nhắc đến account manager, thưa quý vị, thì công ty chúng tôi là công ty duy nhất có đội ngũ account manager để hỗ trợ quý vị trong việc trả lời tất cả những review sẵn có trên mạng xã hội. Và nhiều khi chúng ta không có thời gian để trả lời tất cả những review đó. Và ngoài ra thì chủ tiệm có thể theo dõi được người khách đó đã cho review cho tiệm của mình hay chưa thông qua hệ thống POS. Thưa quý vị, bước thứ 5 đó là gửi promotion cho khách hàng. Với sự trợ giúp của phần mềm Zota thì việc gửi promotion cho khách hàng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Quý vị sẽ không còn mất nhiều thời gian và những thao tác phức tạp trong việc gửi promotion. Chỉ cần làm những bước đơn giản như sau. Chúng ta click vào mũi tên chỉ xuống, click vào Manager, click vào Give Promotion, Request Promotion, điền Password. Thưa quý vị, hiện nay thì Zota có sẵn một thư viện có rất nhiều những template promotion để quý vị lựa chọn. Với quý vị cần làm là chỉ cần chọn một promotion template mà mình ưng ý nhất, điền vào những thông tin cần thiết, click Done. Thì ngay sau đó Account Manager sẽ liên lạc với quý vị để run những promotion đó dùng thay cho quý vị. Kính thưa quý vị, Hải Bình vừa trình bày xong 6 bước căn bản trong quy trình vận hành quản lý tiệm nail thời công nghệ kỹ thuật số cùng với phần mềm Zota. Hải Bình xin nhắc lại 6 bước căn bản đó để quý vị dễ dàng nhớ hơn. Thứ nhất, đó là check-in, thu nhập thông tin của khách hàng. Thứ hai, đó là tính năng Turn Management, T-Turn tự động. Thứ ba, đó là Tech App hay còn gọi là app quản lý dành cho thợ. Thứ tư, đó là Zota Payment, thanh toán. Thứ năm là tính năng gửi đi tin nhắn survey. Thứ sáu cuối cùng là tính năng gửi đi gift promotion. Với những tính năng đó, Hải Bình tin rằng phần mềm Zota sẽ giúp quý vị quản lý khách hàng cũ thật tốt, chăm sóc khách hàng cũ thật tốt và tạo ra những khách hàng mới thông qua việc quảng cáo trên khắp các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Và bên cạnh đó, Zota còn rất nhiều những sản phẩm khác để phục vụ cho ngành nail của quý vị. Thí dụ như Mobile Pay, Online Appointment, Waiting List for TV, Turn for TV, Digital Signage và Marketing. Và chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết những sản phẩm này trong các video lần sau.